Như vậy là Công Phượng sẽ vào sân. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều đã chờ đợi. Và đúng là Công Phượng sẽ vào thay cho Nguyễn Trung Đại Dương. Một sự thay đổi rất chính xác của huấn luyện viên Kiên Thị Sắc ở thời điểm này. Nguyễn Trung Đại Dương có lẽ phù hợp khi mà Hoàng Gia Lai cần chơi phòng ngự nhiều hơn. Và ở thời điểm này thì cao thủ Hoàng Gia Lai có lẽ sẽ muốn có được bàn thắng. Và họ đã đưa Công Phượng vào sân ở thời điểm này là rất phù hợp. Rõ ràng là lối chơi của cao thủ Hoàng Gia Lai rất cần sự có mặt của Công Phượng. Một cầu thủ có khả năng tạo đột biến và tổ chức tấn công trung lộ tốt. Venancio. Không phải, đó là Pedro Paulo. Chậm mất rồi. Cầu thủ tấn công bên phía Viettel đều là những cầu thủ có tố chất rất tốt. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì họ lại chưa tìm được tiếng nói chung. Cả Pedro Paulo lẫn Venancio là những cầu thủ có tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Tuy nhiên họ cần phải có sự kết nối với nhau và có những tình huống phối hợp thì mới tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Pedro Paulo. Pha xử lý rất khôn ngoan của Quế Ngọc Hải. Trận đấu vẫn đang diễn ra với một thế trận rất giằng co. Đây quả thật là một trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ và nhiều điểm tương đồng với nhau. Về phong độ, về điểm số, về cả tương quan lực lượng, họ đều có những chỉ số rất cân bằng. Kim Đông Xu. Công Phượng. Công Phượng đang được chơi tự do. Công Phượng đang thi đấu khá thoải mái với tầm hoạt động rộng trên sân. Huấn luyện viên Kiên Thị Sắc có lẽ sẽ kỳ vọng ở khả năng tạo đột biến của Công Phượng. Xuân Trường đường chuyền cho Văn Toàn. Văn Toàn thoát xuống rồi. Công Phượng dứt điểm. Chúng ta đã chờ đợi sự đột biến từ Công Phượng và ngay lập tức Công Phượng đã thể hiện phẩm chất của mình. Công Phượng đã xuất hiện trên sân rất đúng lúc. Và anh đã làm được điều mà các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đã kỳ vọng. Một cú sút rất đẹp mắt bằng chân trái của Công Phượng.
Đây đúng là một toàn tính chiến thuật của huấn luyện viên Kiatisak và nó đã mang lại hiệu quả ngay lập tức. Công Phượng được vào sân với một vị trí chơi tự do và anh đã thực hiện một pha sút xa, một cú sút bằng chân trái rất hiểm. Rất khó. Thủ thành Nguyên Mạnh đã hoàn toàn bó tay với cú sút vừa rồi. Cú sút vào góc xa rất khó của Công Phượng. Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp mắt của vòng đấu này. Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem cao thủ Viettel sẽ thi đấu như thế nào khi bị dẫn trước ngay tại sân nhà. Đây là một điều có lẽ nhà đương kim vô địch sẽ không dễ dàng chấp nhận. Và bên phía Viettel cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Vũ Minh Tuấn vào sân. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng ngay lập tức đã có lời đáp trả. Lấy bóng rất nhanh của Văn Thanh. Minh Phương đường truyền cho Washington Brandao. Washington vẫn còn đưa bóng ra đi, dứt điểm vào. Bất ngờ đã xảy ra khi bàn thắng thứ hai đã đến với cao thủ Hoàng Gia Lai và đó là Văn Thanh. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có lẽ đã không kịp trở tay. Cao thủ Hoàng Gia Lai đã có sự thay đổi một cách đột biến kể từ sau khi Công Phượng vào sân. Và vừa rồi Washington Brandao đã tạo điều kiện để Văn Thanh dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Bruno Matos có lẽ sẽ không hề vui một chút nào khi trận đấu đầu tiên mà anh được theo dõi thì đội nhà đã phải nhận bàn thua. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đệm lòng của Văn Thanh. Pha dứt điểm rất gọn gàng. Trước đó là một nỗ lực đi bóng tốt của Washington Brandao. Cả hai bàn thắng của cao thủ Hoàng Gia Lai được thực hiện trong ít phút và đó đều là những tình huống xuất phát từ bên phía cánh phải. Những bàn thắng được tổ chức tấn công một cách rất đẹp mắt của cao thủ Hoàng Gia Lai. Huấn luyện viên Kiatisak có lẽ đã cho thấy sự tinh quái trong cách cầm quân của mình. Trước đây thì huấn luyện viên Kiatisak cũng là một tiền đạo có lối đá rất tinh quái. Và bây giờ thì ông đang truyền đạt lại những tư tưởng và những phong cách chơi bóng của mình cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai có nhiều cầu thủ có chất lượng và họ cần có thêm sự tinh quái nữa thì họ sẽ trở nên toàn diện hơn. Và huấn luyện viên Kiatisak đang mang đến những điều mà cao thủ Hoàng Gia Lai còn thiếu. Văn Thanh đã biệt vị rồi. Một pha bứt tốc hơi sớm của Văn Thanh. Thank you.
cầu thủ Hoàng Gia Lai đã làm được điều mà họ rất chờ đợi, đó là ghi được bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên điều tiếp theo mà họ cần phải làm đó là phải bảo toàn được những thành quả. Thời gian của trận đấu vẫn còn khoảng 30 phút nữa. Và lúc này là lúc mà các cầu thủ Viettel sẽ phải sử dụng hết những khả năng tấn công của mình. Công Phượng đã vào sân và tạo ra sự khác biệt. Và Vũ Minh Tuấn bên phía Viettel cũng đã vào sân. Và liệu Vũ Minh Tuấn có tạo ra được sự khác biệt trong lối chơi cho các cầu thủ Viettel hay không? Đó là điều mà chúng ta sẽ chờ đợi. Bên phía câu lạc bộ Viettel vẫn còn những chân sút chất lượng khác đang ngồi trên băng ghế dự bị như là Nguyễn Việt Phong. Khá nguy hiểm. Một pha đá phạt rất khó chịu của Công Phượng. Bất ngờ đã xảy ra tại sân hàng đẫy khi mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có được hai bàn thắng ngay trên sân của Viettel. Đường truyền của Xuân Trường. Công Phượng đang thi đấu rất xông xáo. Vũ Minh Tuấn chọc khe. Đường truyền dài cho Văn Toàn. Văn Toàn. Lại là một tình huống tấn công bên phía cánh phải nữa của cao thủ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn đi bóng đột phá, đưa bóng vào. Washington. Dứt điểm. Cú sút bằng lòng trong của Xuân Trường. Đáng tiếc là bóng đã đi thiếu chính xác. Trận đấu đang diễn ra rất sôi động. Và các cầu thủ khách Hoàng Gia Lai đang là những người chơi tấn công hiệu quả hơn. Venancio. Vũ Minh Tuấn. Memovic đã bị phạm lỗi. Và theo quan sát của chúng tôi, bên phía câu lạc bộ Viettel sẽ có hai sự thay đổi người. Như vậy là Việt Phong sẽ vào sân. Việt Phong và Trọng Đại. Đây là những cầu thủ tốt nhất trên băng ghế dự bị của Viettel. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lúc này đang phải làm hết sức mình. Ông đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong cuộc tiếp đón Hoàng Gia Lai ngày hôm nay. Và cầu thủ Viettel đang hy vọng vào những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong những phút tiếp theo. Ra khôn kia. Tuy nhiên trước khi hy vọng vào điều bất ngờ xảy ra thì cầu thủ Viettel sẽ cần phải kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nếu họ mong chờ những bàn thắng sẽ đến. Hoàng Đức.
Giác Khôn kia. Cơ hội phản công của cao thủ Hoàng Gia Lai. Washington Bradau chuyền bóng đi. Bàn toàn đối mặt với khung thành rồi. Dứt điểm ngay. Tỷ số là 3-0. Quá bất ngờ. Và đó lại là Văn Thanh. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có lẽ không hiểu điều gì đang xảy ra ngày hôm nay. Đội bóng của ông, đội đương kim vô địch, với rất nhiều những hảo thủ đang phải nhận một thất bại khó tin ngay tại sân nhà. Ba bàn thua đến một cách quá chóng vánh khi mà những cầu thủ dự bị vẫn chưa kịp vào sân, Trọng Đại vẫn chưa kịp vào, thì đội bóng của anh đã phải nhận bàn thua thứ ba. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Văn Toàn đã thoát xuống rất nhanh và tạo cơ hội để Văn Thanh dứt điểm cận thành. Hai bàn thắng của cao thủ Hoàng Gia Lai có kịch bản khá giống nhau, khi mà đó đều là những tình huống đi bóng bên hành lang cánh phải và đưa bóng vào. Và trùng hợp là cả hai tình huống thì người xuất hiện để dứt điểm đều là Văn Thanh. Đây chắc chắn là một miếng tấn công mà huấn luyện viên Kiên Thị Sắc đã rèn giũa cho các học trò của mình. Đột phá bên hành lang cánh phải và sau đó một hậu vệ là Văn Thanh đã có một tình huống chạy chỗ để xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành. Đây là một miếng đánh mà trước đây cao thủ Hoàng Gia Lai ít khi thực hiện như vậy.